gỏi miếng hải sản kiểu Thái Chào quý vị, hôm nay mình làm món gỏi miếng hải sản kiểu Thái Thì nguyên liệu ở đây mình sử dụng vài con tôm Một con mực, bởi vì con mực này nó 300g hơn á mấy bạn Cho nên là mình sử dụng ít tôm lại à, Nhưng mà nói chung là cái khẩu vị của nhà quý vị thích ăn hai cái thứ này nhiều hay ít thì quý vị bỏ nhiều hay ít ha cái mực này mình đã sơ chế lấy da ra rồi ở đây là một vắt miếng và lá xà lát một củ hành tím nhỏ một quả cà chua nửa trái ức chuông đỏ cái này mình đã lấy hạt ra rồi một ít giá một khúc dưa leo như thế này tại vì dưa leo bên đây nó to thành thử ra mình cắt lấy một khúc thôi một củ cà rốt nhỏ cần tây đậu phộng rang thì để tiện mình mua loại đậu phộng răng muối sẵn ở trong siêu thị bán đó về mình chỉ lấy ra một ít mình xài thôi ngò thì các bạn sử dụng một nấm ngò như thế này ớt nếu các bạn muốn ăn cay nhiều thì các bạn bỏ thêm ớt nữa ha à, mình có ớt xay sẵn nè rồi cộng với bốn quả ớt nhỏ nhỏ này cái này ớt đông đá chứ mình không có ớt tươi các bạn có ớt tươi thì các bạn bỏ vào thì nó sẽ ngon hơn nhìn nó đẹp hơn ha nó không có bị dập này nó rã đông ra sẽ bị hơi dập dập bớt á. Một muỗng canh rượu trắng, nửa muỗng canh giấm, bốn muỗng rưỡi canh nước cốt chanh, đường, nước mắm ngon. Trước hết là mình chuẩn bị một ít nước sôi, cho một muỗng canh rượu trắng nửa muỗng canh giấm vào để mình hấp mực thì mình để cái sửng mực với lại tôm lên rồi đậy nắp lại và hấp tại vì cái này nó ít quá hình thử ra mình hấp bằng cái nồi cơm ha miếng thì mình đổ nước sôi vào như thế này để ngâm cho miếng chín mềm sau 5 phút thì miếng nó đã mềm rồi mình cho miếng qua một cái rây để mình xóc cho nó ráo nước. Cần tây mình cắt lát mỏng. Mình lấy cỡ một đoạn thôi, cái này bỏ lại ha, tại vì nó nhiều quá đó. cà rốt thì mình cắt lá mỏng xong rồi cắt sợi ớt chuông cắt sợi dưa leo thì mình bỏ ruột xong rồi mình cũng cắt lát hành tím thái lát mỏng Cà chua thì mình bỏ ruột và thái lát không quá mỏng. Mực sau khi mình hấp được khoảng 10 phút rồi thì mình vớt ra bỏ vào chén nước lạnh và vắt cho ráo nước tôm lột bỏ vỏ xong rồi mình chẻ đôi con tôm ra bởi vì nó dày quá ăn nó cũng không có ngon mực thì mình thái lát mỏng ha thì mình nghiêng con dao lại mình thái để cho miếng mực nhìn thấy nó to tí xíu đầu phộng thì mình giả sơ sơ thôi, không có giả quá nhiễn. Bây giờ mình trộn miếng thì bỏ miếng vào một cái tô lớn. Lấy kéo nhấp nó vài cái để cho nó ngắn bớt lại. Rồi mình cho giá, cho hết tất cả rau củ quả đã cắt vào. cho mực vào tôm mình chừa lại ha cho ớt xay vào ớt tươi thì mình lấy kéo mình cắt nhuyễn cho bốn muỗng rưỡi canh nước chanh vào ba muỗng canh đường. Cho 4 muỗng canh nước mắm ngon vào. Nếu mà nước mắm thường thì các bạn chắc có thể là các bạn phải cho ít lại ha. Tại vì nước mắm thường mình thấy là nó mặn hơn cái loại nước mắm này á. Xong rồi mình trộn lên nè Các bạn nêm nếm lại cho nó chua mặn ngọt vừa ăn ha Mình cho 2 phần 3 đậu phộng đã giả vào đây cắt ngò rí nhỏ nhỏ bỏ vào chừa lại một vài cọng để tí mình trang trí thôi cuối cùng là mình cho tôm vào các bạn trộn cho thật là đều lại và đây là cái đĩa salad mình đã chuẩn bị sẵn bây giờ chỉ việc gấp miếng bỏ vào chính giữa thôi xong rồi cái đậu phộng hồi nãy còn lại các bạn rắc lên trên mặt rồi các bạn bỏ thêm một ít hành phi lên hồi nãy mình quên nói trên cái phần nguyên liệu ha nó thiếu cái phần hành phi này ha các bạn bỏ một ít lên ha cho mấy cọng ngò lên trên rồi như vậy mình đã xong cái đĩa gỏi miếng hải sản trộn kiểu thái nhìn rất là hấp dẫn ăn thì rất là ngon nó có vị chua ngọt mặn và cay nữa rất là vừa miệng món này ăn rất là kích thích vị giác bởi vì nó có vị cay vị chua vị mặn nữa rất là dễ ăn các bạn có thể làm món này cho món khai vị hoặc các bạn cũng có thể làm để ăn như một món ăn chính mình cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip này chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video clip tiếp theo của mình nha